ấy nè. Đang đó chị phải đứng luôn á, chị tranh chỗ người ta là chị còn đúng không? Đúng rồi. Dành chỗ khách thì còn đó chơi khách nhỉ. Vô đánh giá nha. Đánh giá một sao. Ừ. Bạn gái em dưới thôi đi. Đâu phải đâu, bạn nào nữa. Ủa, ai đợi ai dưới ta? Chắc đợi chờ tình yêu á. Bạn em dưới hả? Cách sao không giật lên? Ừ. Chị Quy nó không phải. Khoa. Phải rồi đó. Bạn Khoa không hả? Em cô đến. Ủa rồi bạn ai? Giờ còn mối hận như mày. Hận là không phải đó. Ủa rồi. Rồi sao? Bạn nhóc bên kia. Ui. Cái này là sẹo của ông mà ông. Làm sao mà nói hết được. Về tích cực ăn nhậu hút thuốc vô nha. Đi tới mụn rồi nha. Cái này người ta gọi là cái miệng làm hại cái thật đó. Cái gì vậy chị An? Chị thấy cái gì không? Chị thấy gì chị em không thấy gì luôn á. Ủa, nóc bên kia đã mụn nha. Cháy bò chết đấy. Bà cháy bò chết. Em đi xem video clip đến một em phê ông tệ. Tối nào em cũng coi lại. Ghiền đến vậy luôn á. Ngâm cứu cách lấy mụn à? Em đợi xuống nha. Ừ. Chánh chanh mà. Chánh chanh ra hả? Nồi không? Nhắm làm được không? Ủa sao hôm nay nó đói sớm mày?
chị xích cái điện thoại xa 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 ra xíu được không? Em ơi, cái thâm này khó hết lắm nha, lâu hết lắm nha. À nha, thâm sẹo trong cái sẹo của em không à? Cục nó đau dữ. Cục nào đang đau hết đấy. Vàng tí bắn erup cho em coi nha. Đâu thế?
Tôi ôm nghề nghiệp.
cái cằm nữa nè. Biết luôn. Đúng rồi, cục. Làm cái gì dẹp không thấy gọi cái đèn đấy vô có tác dụng gì đâu. Ồ, đèn vàng nữa chứ. Cái đèn còn nhiều. Hết rồi. Làm gì? Em thấy nó nặng nặng.